Chào bạn, mình tên là Hiếu Hoàng, năm nay mình 6 tuổi, mình học trường mầm non Minh Chính, mình thích đá bóng, nhà mình có 5 người, mình có cả mẹ, cả bà, cả em, cả bố, cả mình. Cảm ơn các bạn mình xem hoạt hình của mình. Các chú công nhân giúp đỡ là lấy cây lên để lên trên thùng xe, đã chở xe ra đến đất xong cạo đất lên xong trồng cây. Các chú công nhân đông phun nước để cho cây nó nở lên một cô su rừng to hồ để cho cây một con có chim có nhà. Chim của ngôi nhà rồi, các ngôi nhà đã chim đã về nhà rồi. Cảm ơn bạn đã dành sách của mình xe ben đọc truyện nhé. Tạm biệt các bạn nhé.